khán giả thân mến, đưa nghị quyết vào cuộc sống có nghĩa là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết một cách hiệu quả. Với tinh thần trên, trong những năm qua mà cụ thể là từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến năm 2025 cho đến nay, huyện Thới Lai đã triển khai thực hiện rất tốt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Thới Lai có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Định Môn và Trường Thành. Đây được xem là thành tích đáng tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng và kiến thiết quê hương trong gần 14 năm qua. Được nâng lên là cái xã nông thôn mới nâng cao, tôi và bà con ở địa phương chúng tôi rất là vinh dự và cảm ơn cái chính quyền địa phương, cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước rất nhiều có quan tâm là lo cho bà con nhân dân. Kèm theo sự phát triển kinh tế của địa phương về cơ sở hạ tầng cũng được là ở trên đầu tư nâng cấp các tuyến lộ 4 mét. Thứ hai đó thì người dân rất là phấn khởi bởi vì bộ mặt nông thôn ngày càng là sáng, xanh, sạch, đẹp. Huyện Thới Lai có 13 đơn vị hành chính cấp xã gồm 1 thị trấn và 12 xã. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu xây dựng 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy vậy, với sự phấn đấu nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã vượt 3 xã, tương đương 50%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vượt 1 xã, tương đương 100%. Tuyên truyền ra tận quần chúng nhân dân để cho dân hiểu, dân biết và dân bàn những cái mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để phục vụ cho đổi mới cái diện mạo của quê hương và đem lại cái đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Khi lên nông thôn mới kiểu mẫu đó, bà con người ta là phấn khởi lắm, nhà cửa người ta cũng khang trang lên, mà nó từ cái sân cho tới trong nhà. Trong năm 2024 này, huyện Thới Lai đặt mục tiêu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với 3 xã còn lại là Đông Bình, Trường Xuân và Thới Thạnh. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng chất các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã trên toàn huyện. Chính sự triển khai một cách hiệu quả cùng sự đồng thuận chung sức của các tầng lớp nhân dân đã giúp Thới Lai rút ngắn được thời gian xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu theo tinh thần nghị quyết đề ra.